Từ 1 giờ đến 13 giờ ngày 24 tháng 9, bão số 6 vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 23 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 6 năm 2021, dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ ngày 23 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ vị Bắc, 110,1 độ kinh đông, cách bờ biển Bình Định khoảng 130 km, cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 140 km, cách bờ biển Quảng Nam khoảng 160 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 10, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến 7, 40 đến 60 km h giật giờ cấp 9. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí trung tâm áp thấp ở khoảng 16,5 độ vị Bắc, 106,2 độ Kinh Đông. Trên khu vực Nam Lào, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km h Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12 đến 17 độ vị Bắc, phía tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, do ảnh hưởng của bão nên ở vùng biển phía tây khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giờ cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Bình Định bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm gió mạnh cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Gió mạnh trên đất liền, từ tối và đêm nay, ngày 23 tháng 9, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6 đến 8. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo mưa lớn từ chiều tối nay đến ngày 24 tháng 9, bão còn tiếp tục gây mưa rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định với tổng lượng mưa phổ biến 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 9 ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50 đến 150 mm có nơi trên 200mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!